Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một chiếc sofa và chiếc sofa này rất là đẹp. Và các bạn có thể thấy là cái hộp của chiếc sofa này cũng là một cái khác biệt hoàn toàn về về cái thiết kế so với những cái dòng khác. Chúng ta sẽ có một cái hộp dạng dài và được làm rất là tốt với cái lớp da bò xịn ở phía ngoài. Và như các bạn thấy ở đây, tất cả những cái chi tiết ở trên hộp thì đều được hoàn thiện cực kỳ tốt và chỉ khâu tay. Với những cái dòng đồng hồ mà của những cái thương hiệu có liên quan đến thời trang thì họ chăm chút rất là nhiều những cái phần này, bởi vì đó chính là cái lý do mà để người ta trả tiền ra để mua họ, cho nên là họ làm chi tiết và chăm chút từng tí một các bạn ạ. Mở ra thì chúng ta sẽ có chiếc sofa ở phía trong đó. Ở đây thì mình sẽ có một cái certificate đi kèm. Chúng ta có thể nhấc cái này ra, các bạn có thể nhấc cái này ra đó, và chiếc đồng hồ chúng ta này có thể được đặt như này đó. Ở đây thì sẽ là cái certificate của chiếc đồng hồ này. Chiếc sofa này của mình là một chiếc limited và nó được mua tại đại lý của sofa ở Kazakhstan. Ở đây các bạn sẽ thấy ngay cái dấu là sofa Boutique Republic of Kazakhstan đầy đủ, và date của chiếc này là 30 tháng 1 năm 2008. Tuy nhiên là chiếc này còn cực kỳ mới các bạn ạ, mình cũng chả hiểu tại sao người ta mua về người ta được tặng sao ấy. Chiếc này sẽ có mã đầy đủ là 161896-5001 các bạn nhé, và nó là một chiếc có limited edition 250 piece đó, nghĩa là chỉ có 250 chiếc trên toàn thế giới. Sử dụng bộ máy LUC9-96 automatic và nó đạt chuẩn là Certified Chronometer COSC của Thụy Sĩ, và ngoài ra thì nó sẽ có một cái tiêu chuẩn chất lượng nữa của Chopa, đó là Quali Ferrier. Bộ máy của chiếc này thì có đầy đủ thông tin ghi hết trên này: 32 chân kính, 28.800 tần số động và 65 giờ tích cóp đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn những thông tin khác. Phải nói đây là một chiếc Chopa rất là đẹp, và vàng của Chopa nó cũng giống như là vàng của những cái dòng mà Harry Winston hoặc là Cartier các thứ, là vàng của nó. Mình cũng không hiểu nó cho chất gì vào trong 25% mà nó rất là sáng. Mình đã cũng đã cầm nhiều chiếc Chopa trên tay rồi và thực sự bất ngờ với những chiếc Chopa về cái độ hoàn thiện của nó. Chiếc đồng hồ này thì không còn dây da zin, đây là dây da handmade cá sấu và được sản xuất. Và chúng ta sẽ có ở đây là một chiếc Chopa với cái size là 39 mm các bạn nhé. Bộ máy automatic sử dụng cái củ văng micro-rotor, tức là chúng ta hay gọi là củ văng cúc áo hoặc khuy áo. Thì với củ văng đó nó làm cho chiếc đồng hồ của chúng ta nó mỏng, đẹp đi rất là nhiều, và chiếc này có độ mỏng là khoảng 8.9 mm các bạn ạ. Mặt dial là 39.5 mm, và mặt dial là sự kết hợp giữa những cái màu sắc như là màu be và màu gray. Đây đều là những cái sự kết hợp kinh điển trong cái thiết kế của đồng hồ Thụy Sĩ. Chúng ta sẽ có là bộ kim đặc trưng, một kim dây nhỏ small second ở góc 6 giờ. Những cái cọc số của chúng ta, kim cọc thì dĩ nhiên hoàn toàn bằng vàng rồi, toàn bộ thân là bằng vàng 18K AU750 và công thức độc quyền của Chopa, cho nên là vàng các bạn sẽ thấy rất là sáng. Kính sử dụng là kính sapphire dạng cong, và nó có hai mặt trong ngoài đều được làm cong, cho nên là các bạn sẽ thấy nó có hiệu ứng rất là đẹp. Và chiếc này bề mặt của nó thì được làm giống dạng sơn mài cực kỳ tuyệt vời, và thêm những cái lớp phủ chống lóa thì nó càng cho chúng ta cái vẻ đẹp trong vắt luôn. Góc 12 giờ các bạn sẽ thấy logo là Chopa Chronometer, dưới góc 6 giờ thì chúng ta có dòng chữ Swissmade. Các cọc số thì tại vị trí 3, 6, 9, 12 thì được làm theo dạng cọc số là hình trụ, còn tại các vị trí khác của chúng ta thì được làm theo cọc số tam giác. Đây là một sự kết hợp khá là độc đáo mà mình thường thấy. Cái càng này thì hồi xưa các chú các bác hay gọi là càng đùi gà hay là càng đùi ếch, thì với cái càng này nó đem đến cho chúng ta một cái vẻ vintage rất là tuyệt vời, và thực sự là khi đeo lên tay thì nó rất là đẹp. Chiếc này size 39.5, tuy nhiên là các bạn thấy là cái càng của nó cũng được làm khá là ngang và dài. Tuy nhiên Chopa thì đã làm cong xuống để chúng ta đeo có thể ôm tay hơn. Thì với chiếc này thì tay các bạn khoảng tầm 16.5 là mình nghĩ là đeo nó sẽ là đẹp. Đó, kính thì kính sapphire rồi. Ở đáy sau thì chúng ta sẽ thấy một biểu tượng của Chopa Manufacturer, và các bạn sẽ thấy là cái số limited của nó đây là 215/250. Đó, tổng 8 nút cũng rất là tuyệt vời, và chúng ta sẽ có chứng nhận là Qualified Fleurier ở đây. Serial number của chiếc này là 1322506, đúng như ở trên cái
certificate của chúng ta các bạn nhé. Đây certificate các bạn xem đây, thì nó sẽ có một cái dòng 1322506 ở đây. Đó, chúng ta sẽ có cái dòng đó ở đây. Trước này thì sẽ có cái mã ở đầu đây, bên này chính là cái đầu mã của nó là 16-1896. Và chúng ta ở bốn cái càng của chúng ta thì sẽ có những cái dấu triện vàng. Ở trên này là triện 750, bên này triện đầu chó béc na. Ở bên dưới đây của chúng ta thì sẽ là triện cân tiểu ly. Và bên này của chúng ta là triện LUC của Chopard. Đó, cái đáy kín với đáy đặc vàng. Và đáy này thì được kết nối với phần thân của chúng ta bởi 6 con vít như các bạn đã thấy. Đó. Đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có một cái khóa xiên, và khóa xiên của dòng Chopard này cũng làm rất là đẹp. Các bạn có thể thấy là khóa xiên của nó làm rất là dày dặn chứ không mỏng như kiểu những cái hãng GP. Và các bạn thấy là cái phần này của nó lồi hẳn lên trên so với cái phần suốt của chúng ta. Đó, để mà khi mà chúng ta đeo nhé, các bạn nhìn này, những cái hãng thời trang người ta mới làm để ý như vậy. Khi các bạn đeo cái này, chúng ta gài qua, thì các bạn có thể thấy là cái phần lồi lên này, nó sẽ vừa đúng với bằng với cái phần dây của chúng ta lòi ra này. Đó là một cái thiết kế của họ, phải nói là tinh tế, họ nghĩ đến cả cách khi các bạn kéo căng ra này. Đó, thì cái phần này nó sẽ tạo nên một cái hình cầu tuyệt vời luôn, chứ nó không có người ta đã tính đến cái phần đó, cho nên là để tạo nên một cái vẻ đẹp hoàn hảo nhất khi chúng ta đeo. Trước này thì như mình nói thì tai anh em khoảng tầm 16.5 thì đeo được, thì đeo đẹp. Đó, mình sẽ thử lên tay cho anh em xem trước này. Vào cái thời điểm ra mắt thì chiếc Chopa này thì mình có tìm hiểu ở trên các trang đã bán thì nó có giá retail khá là chát chúa là khoảng 19.500 đô. 19.500 đô thì nó sẽ loanh quanh đâu đó vào khoảng tầm gần 500 triệu. Khoảng tầm đó, các bạn có thể thấy là khi lên tay này thì chiếc này là một chiếc dress watch. Lên tay rất là đẹp, mỏng, nhẹ, mặc sơ mi và mặc xui thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì chiếc Chopard này thì bên mình đang muốn giao lưu với mức giá là 9.800 đô. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Chopard này thì có thể liên hệ bên mình. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.